Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 11 công bố video ghi lại khoảnh khắc lực lượng không quân Nga tấn công và phá hủy các căn cứ cũng như thiết bị quân sự của Ukraine ở Nam Donetsk. Trong video, hai máy bay chiến đấu bay ở độ cao thấp, sau đó phóng tên lửa vào mục tiêu. Vụ tấn công đã phá hủy xe bọc thép và các vị trí kiên cố được ngụy trang kỹ lưỡng của Ukraine. Sau cuộc tấn công, các phi hành đoàn đã thực hiện các thao tác một cách lão luyện, triển khai các bẫy nhiệt để né tránh các đòn đáp trả của đối phương trước khi quay trở lại sân bay. Theo Sputnik, vụ tấn công đã thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của các phi công Nga. Khả năng hoạt động hiệu quả của máy bay chiến đấu Nga trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt làm nổi bật tính bất cân xứng về năng lực trên không. Hiện Ukraine đang phải nỗ lực rất nhiều để bắt kịp các lợi thế về công nghệ và chiến lược của Nga, Sputnik nhấn mạnh.